Chương trình Cơ thể bạn nói gì xin được trân trọng kính chào quý vị khán giả. Xin được cảm ơn quý vị dành thời gian để cùng theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và hôm nay chủ đề của chương trình của chúng ta đó là chế độ ăn uống và sinh hoạt khoa học cho bệnh nhân gút. Hiện nay với cái cuộc sống ngày càng phát triển thì có thể thấy là rất nhiều người đã bị mắc bệnh gút. Những người bị bệnh gút ngoài việc mà chịu đựng những cơn đau khủng khiếp ở khớp do bệnh gút gây ra thì còn có thể gặp phải những biến chứng như là tàn phế khớp, suy thận, sỏi thận. Với bệnh gút, việc mà kiêng khem trong ăn uống là vô cùng quan trọng. Có điều với nhiều người thì họ lại kiêng quá đến mức có thể làm cho cơ thể thiếu chất dinh dưỡng. Vậy thì nên ăn gì, ăn thế nào, có chế độ ăn uống ra sao, sinh hoạt thế nào để chúng ta có thể vừa điều trị được bệnh nhưng vừa giữ được sức khỏe cho cơ thể. Thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình của chúng tôi hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Chí Bình, Bệnh viện Lão Khoa Trung ương. Và một vị khách nữa xin được trân trọng giới thiệu chú Nguyễn Đức Khang đến từ Hà Nội ạ. Chào quý vị khán giả. Trước hết thì chúng tôi xin được mời hai vị khách cũng như quý vị khán giả cùng theo dõi phóng sự sau đây. Về thôn Tạ Thượng, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, khiến lòng chúng tôi như tĩnh lại bởi cảnh vật yên bình nơi đây. Đâu đó còn phảng phất hương lúa mới làm say lòng người. Chúng tôi tìm tới nhà anh Nguyễn Văn Uyển, 52 tuổi, để lắng nghe những tâm sự của anh về căn bệnh gút đã hành hạ anh suốt 10 năm trời qua. Anh là Nguyễn Văn Uyển, tại Tạ Thượng Chính Nghĩa Kim Động Hưng Yên. Từ cuối năm 2005, là bàn chân anh tự nhiên sưng ngụp lên và đau không đi được. Thế anh mới xuống Bệnh viện Đa khoa của tỉnh Hưng Yên làm xét nghiệm. Các bác sĩ ở đấy có kết luận anh là đã bị bệnh gút. Thế thì các bác sĩ cũng cho anh một số liều thuốc như là cái colchicine, cái diflor để giảm đau. Thế anh cũng điều trị ở đấy gần như là mất một thời gian cũng tương đối là dài. Gần như là tháng nào cũng bị đau. Đau thì kéo dài lắm, kể cả dùng thuốc giảm đau rồi colchicine đấy cũng kéo dài hàng tuần liền. Cái bàn chân thì nó sưng đẫm lên, bàn chân trái đầu tiên nó bị sưng rất là to, anh không sờ được dép nữa và đau người luôn, và cái chân không nhấc lên được, đi lại nó rất là bất tiện. Acid của anh kiểm tra lần đầu anh không bao giờ quên, đó là 572, nhưng uống colchicine và diflor thì nó chỉ là giảm đau thôi. Sau đấy thì anh cũng đi uống thuốc lam rồi thuốc bắc đấy thì nó cũng thấp xuống được một chút nhưng vẫn trên 500. Điều trị trong vòng mấy ngày bắt đầu là hết đau là anh thôi anh bỏ. Bởi vì anh nghĩ rằng là bất kể một cái thuốc gì, nếu giả thử thuốc lam, thuốc bắc hoặc đông y thì mình dùng có thể kéo dài được. Còn nếu về thuốc tây thì không được điều trị quá 5 đến 7 ngày. Nếu mà dùng một cái thuốc tây mà kéo dài quá nó không tốt. Nó ảnh hưởng từ thận rồi hoặc là đường tiêu hóa, thứ đều có ảnh hưởng hết. Cái thời kỳ mà anh dùng thuốc tây ấy, thì có thể là một tháng bị đau tới 2 lần, có tháng tới 3 lần. Chuyển sang dùng thuốc đông y và thuốc lam ấy thì cái thời gian có thể là một tháng hoặc 2 tháng, thế lại bị đau một lần. Thế thì sau đấy một thời kỳ thì có người ở địa phương có mách cho anh một cái địa chỉ. Thầy lang ở đó thì cũng chỉ cho anh cứ 10 thang một. Đó là một cái loại thuốc, anh không hiểu nó là thuốc gì nhưng mà cứ nghiền nhỏ ra để về sắc. Về uống hết thì bắt đầu anh mới điện cho cái cô ở trên Mẹt, trên hữu Lạng Sơn ấy. Thế thì cô cứ cũng gửi cho anh 10 thang một. Thì cứ hết 10 thang thuốc, anh lại lên một lần. Nhưng mà cái muối nó tồn đọng ở đầu gối của anh thì ngày nó một to, rất là to, gối trái. Nó phải đến tầm khoảng 3-4 phân vuông rồi. Rồi hết lên rồi, đi lại nó rất là bất tiện. Thì anh phải kiêng rất là nhiều thứ, từ nội tạng động vật hoặc thịt trâu, thịt bò hoặc đồ hải sản. Còn chuyện uống thì trước kia thì anh cũng rất hay uống bia rượu, nhưng từ ngày đấy thì gần như là anh bỏ hẳn bia. Câu hỏi đầu tiên có lẽ rất nhiều người quan tâm thưa chuyên gia, đó là bệnh nhân gút ý, thì thường là cần phải có chế độ ăn uống như thế nào ạ? Các cái bệnh rối loạn chuyển hóa với gút ý, thì cái quan tâm đầu tiên đấy là chế độ ăn. Về uống ấy, thì nên tăng cường nước lên, và đặc biệt ưu tiên vào các cái nước khoáng kiềm, nên chọn các cái thịt màu trắng, cái lượng purin nó sẽ ít hơn. Cái lượng ăn một trong một ngày cho khoảng 50g đến 100g là vừa phải. Carbon hydrate có thể là ăn khá hơn, thoải mái hơn. Thế thì chúng ta có thể ăn thoải mái về mì, gạo, rồi các cái ngũ cốc, ngô khoai sắn. Chúng ta nên ăn tăng cường các cái loại rau củ, các cái rau củ mà ít nhân purin ấy, trong đó có dưa chuột, rồi rau, các loại rau cần, rau cải, đặc biệt là cải xanh. Trong rau ấy thì chúng ta lại nên kiêng một số thứ nó đang phát triển, ví dụ như là mầm giá đỗ, măng tây, rau bina và nấm, tăng đào thải cái axit uric ra ngoài ấy. Phải kể đến là cái cherry hay là dâu tây, cam, các loại chất béo thì chúng ta nên ăn các cái dầu ô liu, rồi dầu đậu nành, dầu hạt hướng dương, tăng cường cái hấp và luộc, hạn chế cái chiên xào và rán, hạn chế tối đa các cái thực phẩm mà có cái lượng purin cao như nội tạng động vật, thịt bò, tôm, cua, ghẹ, thịt thú rừng. Cái mà hạn chế nữa là các cái chất gia vị. Trong cái gút này thì gia vị nó lại kích thích
là cái tạo ra cái acidic nhiều hơn và không tốt cho quá trình đào thải. Nên chọn các cái thực phẩm là ít chất béo, mà đặc biệt là kiêng cái phụ tạng, kiêng bia rượu. Vậy thì với chế độ sinh hoạt đấy ạ, người bị bệnh gút thì cần phải lưu ý những điều gì ạ? Đối với cái chế độ sinh hoạt của bệnh nhân bị gút thì nếu trong giai đoạn gút cấp thì phải tránh các cái vận động mạnh. Bởi vì khi vận động mạnh ấy thì các cái tinh thể urat ấy thì nó là tinh thể rất là sắc. Thế nếu mà anh vận động mạnh trong thời gian đang tiến triển viêm, sưng nóng thì nó sẽ gây bào mòn và tổn thương các cái khớp. Nhưng mà ngoài đó thì là người ta lại phải khuyên vận động thường xuyên. Bởi vì vận động thường xuyên nó sẽ tạo ra tăng thải acid uric và phải chọn cái môn làm cho nó phù hợp mà tránh các lao động nặng. Đối với người bị gút ấy thì thường là ăn tốt mà và uống cũng tốt, cho nên họ hay là bị tăng cân. Cho nên cái giảm cân nên phải chú ý, phải tránh stress. Các cái stress mà các cái lo lắng mà cái biểu hiện nhiều nó cũng tổn hại, ảnh hưởng đến bệnh chuyển hóa. Buổi đêm thì phải giữ ấm, đặc biệt là những cái vùng nào đó mà hay bị đau, tránh dầm mưa dãi nắng và đi lạnh về. Thưa chuyên gia, hiện nay thì chúng ta có những phương pháp điều trị hiệu quả nào đối với bệnh gút ạ? Có hai phương pháp, một là Tây và hai là Đông y. Thế về Tây thì trong đợt gút cấp thì người ta sẽ dùng các cái thuốc giảm đau. Chính điều này thì đã khiến bệnh nhân gút chủ quan và không chú ý điều trị cẩn thận mà quá lệ thuộc vào các thuốc giảm đau. Khi mà dùng thuốc giảm đau như thế thì nó sẽ hệ lụy cái tác dụng phụ là loét dạ dày, xuất huyết tiêu hóa, thậm chí có bệnh nhân loãng xương. Vì thế là khi sử dụng thuốc Tây ấy, thì bệnh nhân cần phải tuân thủ theo chỉ định của bác sĩ và không được tự ý sử dụng. Về Đông y thì gút là một cái bệnh lý có lịch sử từ lâu đời. Trong dân gian đã dùng rất nhiều cái thảo dược quý để kiểm soát cái căn bệnh này. Y học hiện đại ngày nay thì đã nghiên cứu và tìm ra được cơ chế tác dụng rõ ràng của từng loại thảo mộc, sản xuất dưới một cái công nghệ dễ hấp thu, bảo tồn được cái tính hiệu quả của cái dược năng đó. Khi dùng thuốc Đông y thì không lo về tác dụng phụ và rất an toàn và cũng không kém phần hiệu quả đâu nhé. Chuyên gia có thể phân tích kỹ hơn về những cái loại thảo dược mà có thể rất là hữu dụng cho bệnh nhân gút không ạ? Để hạ acid uric trong máu một cách hiệu quả thì Đông y có 3 nhóm thảo dược với 3 cơ chế tác dụng khác nhau. Cái nhóm 1 là thảo dược ức chế cái enzyme xanthin oxidase, từ đó hạn chế cái hình thành acid uric. Và các nghiên cứu của Đại học Y khoa Boston, Mỹ đã thực hiện trên 634 bệnh nhân gút vào năm 2008, cho kết quả sau 4 tuần uống quả anh đào đen thì 100% bệnh nhân đã hạ acid uric trong máu, 57% đã trở về được cái ngưỡng an toàn và tỷ lệ tái phát sau 4 tuần điều trị là không tái phát 6%. Cái nhóm thảo dược thứ hai có tính kiềm, giúp trung hòa cái acid uric ở trong máu, nó là hạt cần tây. Cái nhóm thảo dược thứ ba ấy, là thảo dược lợi tiểu để tăng cường đào thải acid uric ra ngoài cơ thể, đấy là trạch tả, mã đề và ngưu bằng tử. Nếu phối hợp ba nhóm này như ba mũi giáp công sẽ giúp đưa chỉ số acid uric về ngưỡng an toàn nhanh, mạnh và ổn định. Về hạ acid uric trong máu ấy thì sẽ giúp bệnh nhân phòng ngừa được cơn gút cấp, ngăn ngừa được hình thành hạt châu phi và làm co nhỏ hạt châu phi nếu đã hình thành rồi, phòng ngừa những biến chứng nguy hiểm của bệnh gút như biến dạng các khớp gây tàn phế, thậm chí sỏi thận, suy thận hoặc là suy giảm chức năng sinh lý. Bên cạnh đó, Đông y cũng sử dụng nhiều các cái thảo dược có tác dụng giảm đau, tiêu viêm như bạc hà, gừng, tầm ma, kim sa và húng tây, giúp giảm đau, giảm viêm khớp trong các giai đoạn cấp gút cấp thì hiệu quả mà lại an toàn, không có tác dụng phụ như lại các thuốc tây giảm đau thông thường mà bệnh nhân vẫn dùng. Mời quý vị chúng ta cùng theo dõi tiểu phẩm sau đây. Bắt đầu này, 1, 2, 3, tiến lùi, tiến lùi. Ai rồi? Cái gì đấy? Cái bệnh gút của tôi ấy, nó lại tái phát. Đây này, ngón chân nó cứ đỏ tấy lên, nhức lắm, đêm không ngủ được cơ. Em mà biết ấy, bác vẫn bị bệnh gút như thế này ấy, em mách bác lâu rồi. Tôi ấy vái tứ phương rồi đấy. Này, Đông y có này, Tây y có này, ai giới thiệu thuốc gì tôi cũng sử dụng. Nhưng mà nó chỉ được một thời gian thôi, rồi đâu lại hoàn đấy. Em có ông anh trai nhá, cũng bị bệnh gút như bác. Rồi ôi bây giờ tập thể dục xong nhảy đầm ma khỏe lắm cơ ấy, chả đau đớn gì cả. Ô, dùng cách nào mà lại hay thế? Đây 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 bác chờ, để em gọi điện cho bác ấy. Alo, anh Tuấn à, cái thời gian mà bác chữa bệnh gút ý, bác còn giữ cái giải pháp hay không? Bác gửi Zalo cho em. Em có anh bạn. Vâng, bị bệnh gút. Dạ dạ vâng ạ. Giải pháp này có thành phần 100% thảo dược thiên nhiên, an toàn như là anh đào đen, cần tây, hạt nhãn, bách xù, mã đề, ngưu bàng tử. Anh trai em ấy dùng cái giải pháp này ấy là khi mà ăn cỗ là
vẫn dùng được một chút hải sản đấy bác ạ. Cô gửi ngay giải pháp vào trong máy của tôi để tôi thực hiện tập luyện chứ. Vâng. Đội mình là phải về nhất cái màn nhảy này. Chú Nguyễn Đức Khang là một khách mời của chương trình nhưng cũng là người mà cũng đã từng trải qua những cái thời gian mà bị hành hạ bởi bệnh gút đúng không ạ? Chú có thể chia sẻ về tình trạng bệnh của mình không ạ? Tôi làm ở phòng kinh doanh của công ty bia nước giải khát hay phải tiếp khách. Tôi bị gút từ sớm mà tôi không hề biết. Đầu tiên ý, thì tôi thấy nó đau. Thì mình cứ nghĩ là mình bị ngã ở đâu đó thì nó đau thôi. Thôi thì lấy lá thuốc ý, đắp vào chỗ đau. Đắp vào chỗ đau thì không thấy nó khỏi mà cũng chẳng thấy đỡ. Mà cái đau nó tăng lên. Rồi dần dần nó đau ghê gớm lắm. Đau không thể chịu nổi được. Thôi thì vợ tôi nó mới thấy vậy ấy. Cho tôi lên xe lăn, mang tôi tới bệnh viện Bạch Mai để mà khám. Lúc đấy tôi mới té ngửa ra là mình bị bệnh gút. Bác sĩ cho đơn thuốc á, chỉ là cái thuốc giảm đau. Thì uống thuốc giảm đau thì nó cũng đỡ được vài ngày. Sau hàng tháng lại vẫn cứ đau tiếp. Mà mỗi khi nó đau ấy, ngón chân cái của tôi ấy, nó sưng vù. Đến cái mức á, tôi chỉ buông cái màn thôi. Mà cái màn nó chỉ chạm xẽ một chân, đau ghê gớm lắm, không thể chịu nổi được. Cho nên tôi cứ quanh quẩn trong phòng, có đi đâu được đâu. Lúc đó thì chỉ có uống Cochisin để mà giảm đau. Cứ uống vào ấy thì lại đi ngoài như là tháo cống. Mà lại còn đau dạ dày nữa chứ. Tôi thì lại không kiêng được rượu bia. Cho nên acid uric luôn ở ngưỡng cao. Có lúc lên tới tận 680. Mà hầu như là tuần nào ấy, thì tôi cũng bị cấp một lần. Khủng khiếp nhất ý, vẫn là các cái cục tô phi. Hai bên mắt cá chân ấy, cục nào cũng to như quả trứng gà mà rắn như là đá ấy. Các cái cục tô phi này á, nó làm tôi đi lại sinh hoạt rất là phiền phức. Chuyên gia có thể phân tích rõ hơn về giải pháp này không ạ? Ưu điểm của sản phẩm Bonigood là có cái thành phần mà rất an toàn và đầy đủ thảo dược mà tôi vừa nêu kể trên. Giúp hạ acid uric trong máu thì nhờ ba cơ chế tác động ức chế cái hình thành acid uric trong máu nhờ cái quả anh đào đen và hạt nhãn. Trung hòa acid uric trong máu nhờ cái hạt cần tây và lợi tiểu tăng đào thải acid uric bằng trạch tả, mã đề và ngưu bằng tử. Từ đó giúp giảm tần suất mắc các cơn gút cấp cũng như là ngăn ngừa các cái biến chứng nguy hiểm của bệnh gút như hình thành hạt châu phi, biến dạng các khớp, tàn phế, suy giảm chức năng sinh lý, sỏi thận, thậm chí suy thận. Khi mà acid uric mà duy trì ở ngưỡng bình thường, bệnh nhân vẫn có thể ăn một chế độ đỡ bị khắt khe, kiêng khem hơn. Bonigood thì được sản xuất bởi công ty dược phẩm G&E International của Mỹ, đạt tiêu chuẩn GMP của FDA Hoa Kỳ và Tổ chức Y tế Thế giới, được sản xuất trên công nghệ nano thì giúp tăng tính hiệu quả, tăng độ hấp thu và ổn định của sản phẩm. Bonigood thì đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đáng, Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam, trao tặng giải thưởng vàng vì sức khỏe cộng đồng. Trong thời gian đầu thì bệnh nhân gút thì có thể dùng 4 liều 4 viên một ngày chia 2 uống sau bữa ăn để giảm nhanh acid uric và giảm tần suất các cái cơn mà gút cấp. Khi triệu chứng đã giảm thì bệnh nhân có thể vẫn có thể uống duy trì và duy trì liều lượng từ 3 đến 4 tháng. 10 năm trời bị bệnh gút hành hạ, đau đớn tới suy nhược cả cơ thể, khiến anh Uyển luôn phải sống trong sự bi quan, chán nản, không biết tìm đâu ra lối thoát. Nhưng may mắn đã mỉm cười với anh khi giờ đây bệnh gút đã được đẩy lui chỉ nhờ một giải pháp đơn giản đến không ngờ. 2015 thì bắt đầu là anh tình cờ thấy anh xem trên mạng được biết, thế thì anh uống thử, gần như thấy mình không còn bị đau bao giờ cả. Cái muối của anh tồn đọng ở đầu gối đấy thì nó cứ nhỏ dần đi, tức là nó cứ tan dần. Và bây giờ thì gần như là phẳng lì bình thường. Mấy năm nay thì anh đi thể dục kể cả từ sáng tới thoải mái rồi, không vấn đề gì. Bởi vì nó gần như là tan hết cái muối đấy rồi. Cái đau là không còn. Hạt tô phi nó tan gần hết. Và sinh hoạt bây giờ anh lại trở lại bình thường. Chế độ ăn kiêng cũ của anh là như là các cái thực phẩm ấy. Đồ biển thì bây giờ anh cũng đã một tháng anh cũng dùng một hai lần. Chứ không như trước kia, bao năm anh không dám đụng một cái gì. Như là bia rượu thì anh cũng bắt đầu là uống lại một chút bia, chứ còn rượu thì quả thật ra mà nói em đừng cười anh là rượu thì mười mấy năm nay thật như anh không thể bỏ được rượu. Bởi vì cái công việc của anh nó cũng giao lưu và tiếp xúc thứ nó cũng rất là khó. Thế cái hiệu quả nó rất là tốt. Hơn 2 năm đổ lại đây thì anh đã giới thiệu rất là nhiều bạn bè của anh. Đến năm nay là năm thứ 5 thì anh không hề bị đau một lần nào do cái bệnh gút. Và hơn một năm nay anh có làm một kết quả xét nghiệm của anh chính xác ra là acid uric của anh là 385. Cho nên anh nghĩ là cái bệnh gút của anh bây giờ thì anh quá yên tâm. Dùng phải nói rằng là rất hiệu quả đối với anh.
anh chưa bị đau lại bao giờ. Cái phấn khởi nhất của anh là cả nếu mà giả thử như là cái thuốc khi anh dùng thì cũng sẽ một tháng, hai tháng sau nó sẽ bị một lần. Thế nhưng mà bây giờ thì gần như là hơn 3 năm, gần 4 năm nay là không còn bị lần nào. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Rất mong được đón quý vị và các bạn đến với những chương trình tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.